Ai giống Hải vậy? Giống Hải thiệt á. Ừ, nó giống nào đẹp như vậy? Ai? Ơ, con Nguyễn Ngọc. Đi đi đi, Nguyễn Ngọc, Nguyễn Ngọc. Dạ. Sao không buông bán ra đây làm chi vậy? Dạ, thì hồi nãy con đang rửa ly, cái anh Hải kêu con rửa tay đi, anh dẫn con đi dạo, anh còn nói là anh thương con lắm, anh muốn cưới con làm vợ. Nói nghe nè, tao biết là anh Hải nó đẹp trai mà không cần yêu một cách mê muội mà điên dại như vậy nha. Bà ơi, con yêu anh Hải nhiều thiệt nhưng mà con chưa có bị điên. Bà không tin bà hỏi anh Hải đi. Bà nhìn nè, cái đầm của con á, là anh Hải mua cho con đó bà. Anh Hải, hồi sáng anh nói em gì vậy? À, hồi sáng anh có... Hồi sáng anh có nói với em là anh yêu em rất là nhiều. Nếu như mà em muốn cưới anh làm chồng thì anh sẵn sàng cưới em làm vợ. Ôi, kìa má. Má ơi, mình đừng có xỉu, má làm con sợ. Má ơi, mặc dù con không có đẹp bằng chị Lam Dung, nhưng mà con hứa với má con sẽ làm một nàng dâu công dung ngôn hạnh. Con sẽ làm hết tất cả mọi việc trong nhà để má có thể rảnh rỗi, má đi tập thể dục, má đi cắt mắt sửa mũi. Nhà con hứa với má, con sẽ chăm sóc cho anh Hải từng chút một và đẻ cho anh Hải thật nhiều con. Tôi cần yên tĩnh, tôi cần thiền định. Chị nè, bình tĩnh nghe em nói nè. Bình tĩnh, tỉnh táo chưa? Tỉnh táo nghe em nói nè. Em nghĩ đây là thời điểm chị phải nghĩ thoáng ra, học cách chấp nhận. Em thấy hai tụi nó cũng rất là dễ thương. Đúng đó, rồi. Xứng đôi. Trời, em thấy bé Ngọc nó cũng dễ thương quá chừng mà. Dạ, con cảm ơn hai cô. Chỉ có hai cô mới nhìn ra được cái vẻ đẹp tiềm ẩn của con thôi. Má chồng. Ơ kìa má chồng. Dì Tâm ơi, dì Tâm tỉnh lại đi. Dì Tâm nghe cái ý kiến của con nè. Dạ, tỉnh chưa? Thật ra là con thấy là hai người này rất là đẹp đôi nè, cho nên là mà bữa nào em rảnh á, các em đi qua bên spa của chị, rồi cái bên đó chị chỉnh lại cho em chút xíu nữa ha. Chút xíu sửa cái gì? Sửa này thần kinh à? Dạ đúng rồi, bên thẩm mỹ viện của con là ngoài chỉnh cái nhan sắc ra còn chỉnh thêm cái hệ thần kinh nữa. Chỉnh thêm một chút xíu nữa thôi là em ổn định là hai đứa cưới nhau được luôn. Thiệt, con nói thiệt á, con nói thật lòng con luôn á. Hải tuy là nó hơi trẻ con một chút nhưng mà con thấy cơ bản hai đứa là ổn định, đẹp đôi rồi. Trời ơi, anh thấy không? Má thấy không? Tình địch sửa sắc đẹp cho tình địch. Trời, chị đúng là đỉnh của đỉnh luôn. Trời ơi, con dâu tôi cái gì cũng được hết, chỉ cần đi sửa thần kinh. Má, má chồng. Ừ, chị Tâm. Tâm. Trời ơi. Em thẩm anh mà em thôi cũng mệt. Thôi mệt đi. Không, em không có mệt. Em mệt rồi, em mệt rồi. Em nể mặt anh thôi nha, em mệt đó thì mệt nha. Trời ơi, ẩm người ta nãy giờ đổ mồ hôi muốn chết luôn kìa. Trời đất. Này, anh nghĩ gì? Mình đàn ông con trai mà anh để cho đàn bà con gái bế vậy? Trời, em nói gì vậy? Tự nhiên cái chữ kia người ta lúc đầu là Kiên đòi bế tôi á, nhưng mà tôi không chịu tại vì tôi không muốn quá chồng sớm, cho nên là tôi mới bế Kiên á. Ừ đúng rồi, thật ra hả là anh mày đó hả không có chịu đâu, chứ em hiểu không, tại vì anh sợ mất tình yêu đích thực của anh cho nên anh phải chấp nhận cho người ta ẵm anh á. Em mãi mãi bên anh mà. Ôi, em không chịu đâu, em cũng muốn ẵm. Yên tâm, anh còn ở đây mà, anh bế cả đời cũng được chứ là. Bé thử cho nhỏ nó vui đi. Bé rồi. Bé. Trời, bé cái gì mà thô thiển quá vậy? Bé một cái là chấn thương sọ não luôn á trời. Thôi mình đi tiếp em. Đi, lên.